À rồi, à, có bạn hỏi đây này, bạn Nam Mai, Nam Hải hỏi là dùng recursion để biến một in thành một string mà không dùng hàm string thì ta làm nào? Hãy thử luôn nhé. Rồi, sang này rồi, hàm string mà không. Thì mình sẽ làm cái hàm để quy, def để quy. Mình cho cái số vào chỗ n nhé. Rồi, xong. Em nào, bây giờ ta sẽ vấn đề ta cần tách nó thành từng một cái từng cái ký tự một, từng một cái gọi tiếng Việt gọi là chữ số một. Để tách chữ số. Tách chữ số. Chữ số ra. Sau đó ta sẽ ghép vào, đúng không? Ta đặt một cái như là kết quả đi, kết quả. Không. Đầu tiên ta phải kiểm tra nếu mà n bằng bằng một không đi không thì sẽ là return giờ đi điểm trước của ta tiếp theo bây giờ ta sẽ lấy cái số hàng đầu tiên ra đâu modulo cho m bằng n modulo cho 10 n bằng n trên 10. Rồi tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ vị cái thằng m thằng m. Thằng h thì phải nói rõ là k này. Thằng k này là một số rồi, một số sẽ để thêm vào. Đó là thằng k này sẽ bằng biến nó thành một cái ký tự đi. Dùng là ở đây rồi từ không dùng hàm string rồi sẽ add vào nghĩa order cha CSR tự mình thử một cái không nhớ chính quyền là cái hàm này nào. Ví dụ như là L bằng 5 print sẽ hạn cha của 5 64 97. Ta cần thằng này ta biết là cái số ở này là cái số đầu tiên của nó là print order của một là như một thì bằng là 49 48 rồi xong vậy ta sẽ đấy cái chuỗi ta sẽ bằng là CR gọi lấy kết quả của thằng K cộng với 48 để ra kết quả gần nào chuỗi. Vậy thì tiếp theo này ta có là nếu mà thằng này thằng n nếu n mà bằng không tức là nó hết rồi hiểu không hết rồi hãy chia số nguyên chia số nguyên thôi nguyên ra như bằng không sẽ return chuỗi chuỗi để dừng lại khoảng cuối cùng để dừng lại nếu không đến đây lại giờ lại không mất giờ.
10 mà chia cho 10 bằng 0 nhỉ? À, không cuối cùng. 4 chia 5 à, nếu n. Thưa là hôm nay là t đi. T bằng 0. If t bằng 0 mà if n nhỏ hơn 10 thì thả lên chuỗi. Thế là không có thêm cái gì vào nữa. Tức là thằng n này đã nhỏ hơn 10 thì nó chia cho lấy cho 10 là chia hết nguyên cho 10 sẽ nhỏ hơn bằng 0. Còn lớn hơn khả năng nếu với kiểu 10 là vẫn thể trở thêm một số 0 nữa. Rồi tiền không rồi xong. À, nếu mà không. Nếu không thì nếu tiền không. Tại return chuỗi cộng với thằng đệ quỷ quy của thằng T. Nhìn thử xem nào. Green đệ quy quy của 20 đi. Đây là gì? À, thiếu cái dấu ngoặc. 02 à, đảo thị. Năm nữa. 6 rồi. Của 6 một số nhỏ. Chính xác rồi. Để trình nhé. Để trình. Mình sẽ kiểm tra kiểu này. À, nhưng mình để cái biến này. Biến là kiểm tra. Kiểm tra bằng đệ quy. Print time kiểu kiểm tra. Xem nó kiểu là gì nhé. Như vậy. Random. Đó, đó kiểu string. Chào mừng cho mọi người xem này, tất cả. Tóm tắt như sau. Đầu tiên là nếu mà ok, nếu cái giá trị nếu n bằng 0 thì sẽ trả về khớp thôi. Sau đó ta lấy phần nguyên. Chia lấy dư. Chia lấy dư. Chia lấy dư. Sau chia dư xong thì ta là chia lấy phần nguyên. Để cái tên này là để dư đi, nó rõ đẹp là dư. Dư này, đây là phần nguyên. Phần nguyên. Rồi. Khi mà là cái chuỗi cùng của ta sẽ bằng là phần dư này. Đi bộ 48, 48 là gì? Ở đây 48 là A không? 48 là 0. Là 0 trong bảng ASCII. ASCII. Rồi, ASCII. À, thế thì khi mà ví dụ như K dư này bằng 5 chẳng hạn, bằng 3 đi thì cái kết quả thì dư cộng với 48 là 51. Và khi ta dùng cái hàm character này của 51 thì nó cho ký tự 3 nha. Tiếp đó cái trường hợp này nếu mà cái thằng mà phần nguyên bằng 0, bỏ cái này đi ra. Phần nguyên bằng 0 tức là thằng không cần xét trường hợp nếu bằng 0 thì dừng lại. Và nếu thằng n mà nhỏ hơn 10 tức là cái thằng n hiện tại nó nhỏ hơn nó sẽ chia cho 10 là hết, không còn gì nữa. Ta bảo cũng là đơn vị thôi. Thì ta sẽ chỉ trả lời với thằng chuỗi thôi. Còn nếu mà không ta tiếp gọi đệ quy với thằng phần nguyên này.
ấy chuỗi. Chạy lại nhé. Và ra kết quả là một. Kiểm tra. Đúng số chúng ta cần. Mình cho nhỏ một nghìn nó dễ. Bộ code chúng ta như vậy. Cho bước này dịch vào như dễ. Nhỏ quá nhiều khó luôn. Tất cả code chúng ta. Cảm ơn mọi người chú ý đón xem. Nếu có hỏi gì, có hỏi mình trả lời. Nếu có thể rất mong mọi người đăng ký kênh thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhiều các cái đoạn code ngắn gọn đơn giản giải quyết nhanh được nhiều việc như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.